Đại Dương, công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và hôm nay thì Tâm Đại Dương xin giải đáp thư của một bạn đang học lớp 12. Câu hỏi của bạn là em muốn học ngành thiết kế thời trang ở Singapore. Anh chị có thể cho em biết là trường nào thì đào tạo ngành này, và trường thì có hỗ trợ tài chính hay là học bổng dành cho sinh viên quốc tế hay không? Thì Tân Đại Dương xin trả lời câu hỏi của bạn là hiện tại thì Học viện Nghệ thuật LaSalle College of the Art tại Singapore đang có nhiều chương trình đào tạo về thiết kế, trong đó thì có chuyên ngành thiết kế thời trang. Đây là học viện tư thục hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương, chuyên đào tạo các ngành học liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật như là thiết kế, truyền thông, điện ảnh, âm nhạc, diễn xuất, hội họa, múa, v.v. Đặc biệt thì nhà trường có chương trình hỗ trợ học phí của chính phủ Singapore dành cho các bạn sinh viên Việt Nam khi nộp đơn vào chương trình Diploma 3 năm. Theo đó thì nếu sinh viên đủ điều kiện nhận tuition gain sẽ chỉ đóng khoảng 8.200 đô Singapore cho một năm thay vì là 21.000 đô Singapore. Đổi lại thì sinh viên nhận được tuition gain sẽ phải làm việc cho các công ty Singapore trong vòng 3 năm. Ngoài ra thì nhà trường còn có chương trình học bổng dành cho tất cả các sinh viên đăng ký học các chuyên ngành. Thì các bạn có thể liên hệ đến công ty Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083-848-4879 hoặc có thể là tham khảo thông tin này qua website của Tân Đại Dương là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Về chương trình diploma tại trường thì thời gian học là 3 năm, học phí là khoảng 21.000 đô Singapore trong vòng 1 năm. Điều kiện nộp đơn là tốt nghiệp trung học phổ thông, IELTS là 5.5 hoặc là TOEFL IBT tương đương, hồ sơ năng khiếu, các tác phẩm nghệ thuật. Và đối với chương trình cử nhân thì thời gian học là trong vòng 3 năm, học phí là khoảng 21.000 đô Singapore trong vòng 1 năm. Riêng các bạn sinh viên khi mà học xong chương trình diploma của trường thì nếu các bạn học tiếp sẽ được vào thẳng năm 2 chương trình cử nhân để hoàn tất chương trình đại học. Điều kiện nộp đơn là tốt nghiệp trung học phổ thông và hoàn tất 1 năm đại học tại Việt Nam hoặc là có bằng tú tài quốc tế IB và A-Level. IELTS là từ 6 chấm hoặc là TOEFL tương đương, hồ sơ năng khiếu. Đối với chương trình thạc sĩ thì thời gian học là từ 1 năm rưỡi đến 2 năm, học phí là khoảng 18.000 đô Singapore trong vòng 1 năm. Nhà trường thì chỉ có một kỳ khai giảng vào tháng 8 hàng năm. Sinh viên học tại LaSalle thì được làm việc 16 giờ một tuần trong thời gian học tập. Và mọi thắc mắc về trường cũng như là thủ tục du học, học phí ra như thế nào thì các bạn có thể liên hệ đến công ty Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083-848-4879 để chuyên viên tư vấn có thể hỗ trợ thêm cho bạn.